Nguyễn Thị Oanh tham dự chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với hy vọng bảo vệ được huy chương đồng. Tuy nhiên, vận động viên người Bắc Giang chỉ về đích ở vị trí thứ 6 trong số 7 vận động viên tham dự với thành tích 9 phút 57 giây 13. Huy chương vàng thuộc về Winfried Yavi, Ba Lan với thành tích 9 phút 18 giây 28. Huy chương bạc thuộc về Chaudhary Parun, Ấn Độ với thành tích 9 phút 27 giây 63. Như vậy, Nguyễn Thị Oanh thua vận động viên giành huy chương vàng tới 39 giây. Tại ASEAN năm nay, các đối thủ của Oanh đều quá mạnh, trong đó có vận động viên nhập tịch của Ba Lan Yavi Winfried Mutai, người giành huy chương vàng. Một nhà cựu vô địch thế giới khác trên đường đua này cũng là người Ba Lan là Mekonnen Tizet-Getten. Các đối thủ còn lại đa số đều trong nhóm đầu châu lục. Việc Nguyễn Thị Oanh bị nhà vô địch thế giới bỏ xa là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đáng nói là vận động viên sinh năm 1995 không đạt được thành tích như mong muốn và kém chính mình so với ASEAN 18 tới 14 giây. Khép lại hành trình tại ASEAN 19 với những bài học quý giá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn cổ vũ và động viên Oanh. Tuy ở Á vận hội lần này Oanh chưa đạt được thành tích như kỳ vọng nhưng mình sẽ luôn cố gắng và không bỏ cuộc đến khi mọi thứ kết thúc, Nguyễn Thị Oanh trải lòng trên trang cá nhân. Ngoài Nguyễn Thị Oanh, các vận động viên khác của tuyển điền kinh Việt Nam cũng thi đấu không thành công. Nguyễn Thị Huyền bị loại ở nội dung 400m rào nữ khi chỉ về đích thứ 9 vòng loại. Trên đường chạy 200m nữ, Trần Thị Nhi Yến xếp hạng 7 khi về đích với thành tích 23 giây 85. Vận động viên người Singapore vừa vô địch giải châu Á Pereira Veronica đã đoạt huy chương vàng với thành tích 23 giây 03. Vận động viên người Trung Quốc Li Yuing đoạt huy chương bạc với thành tích 23 giây 28. Vận động viên đoạt huy chương đồng là người Bahrain với thành tích 23 giây 48. Với Phạm Thị Thu Thảo, cô không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng cách đây 5 năm tại ASEAN 18 ở Indonesia. Vận động viên người Ba Vì, Hà Nội đạt thành tích cao nhất ở nội dung nhảy xa nữ là 6m09. Sau 6 lần nhảy, Thu Thảo phạm quy tới 4 lần, 1, 2, 4, 6 và thành công với 2 lần nhảy. Vận động viên người Trung Quốc Song Xí Chi giành huy chương vàng với thành tích 6,73m. Vận động viên Sâu Dần Ân Si, Ấn Độ đoạt huy chương bạc có thành tích là 6,63m. Huy chương đồng thuộc về Duy Nga Nhan, Hong Kong với thành tích 6,50m.